Siêu thị máy tính Enka xin chào, lại là một sản phẩm nữa của MSI, đó là MSI GL627RD phiên bản i5 và i7. Dòng sản phẩm GL62 này là một trong những laptop gaming được MSI hướng tới những game thủ phổ thông, là sự trung hòa giữa nhiều yếu tố, thiết kế, hiệu năng và cả giá thành. Có mức giá chỉ khoảng 20 triệu đồng, rất khó để có thể đòi hỏi nhiều hơn từ sản phẩm này. Tuy nhiên, sản phẩm MSI GL62 sở hữu một loạt công nghệ hỗ trợ cho game thủ như loa 4.0 cho âm lượng lớn, cạc rời mạnh nhất. Đặc biệt đây là dòng laptop được trang bị hai quạt tản nhiệt với 6 ống đồng có khả năng làm mát mạnh mẽ. GL62 vốn đã rất quen thuộc với người dùng, hướng tới việc giảm trọng lượng cho thiết bị, hầu hết bề mặt đều được làm từ nhựa, đây là một điểm trừ khá lớn vì độ bền chưa cao. Form máy gọn gàng, bản lề của GL62 được tối ưu và chắc chắn. Một điểm trừ khác đó chính là màn hình này chỉ là tấm nền TN, có góc nhìn chưa thực sự tốt. GL62 sử dụng bàn phím Cyclic, chất lượng của phím bấm thì không có quá nhiều nổi bật so với các dòng laptop thông thường khác trên thị trường. Bàn di chuột của GL62 chưa thực sự lớn, tồn tại hai phím cứng, có thể hiểu là nhà sản xuất muốn làm như vậy để bạn sử dụng được bền hơn. Sản phẩm này có độ dày vừa phải với khối lượng khoảng 2,4kg nên phù hợp với những bạn nam to khỏe hoặc ít phải di chuyển. Các cổng kết nối đầy đủ như cổng LAN Giga, USB 3.0 màu xanh, HDMI, USB Type-C đa năng và jack 3.5mm. Cạnh phải của chúng ta sẽ có thêm một cổng USB 2.0 nữa và một khe đọc thẻ nhớ SD cùng với một ổ đĩa quang. Mặt đáy của sản phẩm chưa được làm chắc chắn. MSI đã bố trí khá là nhiều khe thoát gió tại đây, vì vậy mà bạn cần phải đảm bảo máy ở những nơi thông thoáng. MSI GL62 có một hệ thống 4 loa chính và một loa siêu trầm. Qua trải nghiệm cho thấy thì âm lượng trên laptop này to và rõ ràng, tuy nhiên chất âm chỉ ở mức trung bình mà thôi. Khả năng chơi game và làm việc với GL62 dựa trên sức mạnh của CPU cùng với một cặp màn hình rời Nvidia. Máy có 8GB RAM DDR4 băng thông cao, khả năng mở rộng lên tới 32GB nhờ một khe cắm còn trống. Dưng ấy thì đã đảm bảo được khả năng hoạt động đa nhiệm cho rất nhiều ứng dụng cùng một lúc. Do là dòng laptop gaming phổ thông nên ổ cứng chỉ là HDD, tốc độ 7200 vòng trên phút. Bạn cũng có thể nâng cấp thêm ổ SSD M2 dùng để chạy riêng cho hệ điều hành nếu như có nhu cầu cao hơn. Cuối cùng là phần test sức mạnh đồ họa, cụ thể là các tựa game nặng hiện thời. GL62 sử dụng 2GB GTX 1050 GDDR5. Thử nghiệm với Dota 2 và Overwatch cho thấy VGA chạy ổn, mượt mà trên màn hình Full HD. Thiết lập ở mức High Setting khiến FPS của game Dota 2 ổn định trên 60. Hiện Enkang đang có hai phiên bản đó là Core i5 và Core i7 với giá thành chênh nhau khoảng 2 triệu đồng. Nếu bạn muốn tiết kiệm tiền thì có thể lựa chọn phiên bản Core i5 với mức giá là khoảng 20 triệu đồng. Như vậy, với một hiệu năng cải tiến từ chip Kaby Lake và tốc độ ổ cứng, khả năng tản nhiệt tốt cũng như là cặp màn hình rời mạnh mẽ khiến cho trải nghiệm giải trí và làm việc của bạn sẽ đạt được những gì mong đợi. Siêu thị máy tính Enkang cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!